Con rể ăn bám. Tối nay nhớ đi họp tổ dân phố đi nhé. Hôm nay tôi hơi đau chân. Thôi, để tôi bảo thằng con rể tôi nó đi họp thay. Thế cũng được. Tôi quên mất là bà có con rể ở cùng nhà. Thắng ơi, ra đây mẹ bảo. Cháu chào bác ạ. Mẹ gọi con có việc gì không ạ? Tối nay con đi họp tổ dân phố cho mẹ nhé. Vâng ạ. Này, cháu là may mắn lắm đấy. Lấy được cô con gái duy nhất của bà Hồng đây. Thế là được về ở trong căn nhà to nhất phố này đấy nhé. Bà nói phải, nhà cửa có sẵn, không phải lo. Đi làm về là tôi đã cơm nước sẵn hết, chả phải động việc gì. Con rể tôi số sướng phải không bà? Dạ thì... Vợ chồng mình mấy tháng nay rồi không về thăm mẹ. Giờ về chắc mẹ ở nhà mừng lắm. Ừ, mẹ ở nhà có một mình nên cũng mong mình về thăm thường xuyên hơn đấy. Này, hai đứa định đi đâu thế hả? Hôm qua bọn con có nói với mẹ là hôm nay chúng con sẽ về quê anh Thắng mà mẹ. Con đang bụng mang giả chữa như thế, không được đi. Nhà có xe ô tô nên cũng đi không ngại mẹ à. Với lại cũng có vài chục cây số. Con thì mới bầu ở tháng thứ năm nên không vấn đề gì đâu mẹ à. Không có đi đâu hết. Đi như thế không ảnh hưởng nhiều thì cũng ảnh hưởng ít, nên mẹ không đồng ý. Có lẽ mẹ nói đúng. Em ở nhà vậy, để anh về quê thăm mẹ rồi mai anh lên sớm. Thắng này, lúc nào con về thăm mẹ con mà chẳng được. Tranh thủ ngày nghỉ đưa vợ con đi nghe nhạc, xem phim đi cho nó thư giãn. Có thế thì sau này cháu của mẹ mới khỏe mạnh thông minh chứ. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ nói chỉ có đúng thôi. Mẹ đã mua sẵn vé ca nhạc rồi đấy. Sướng thế rồi còn gì. Anh à, mẹ cũng chỉ là lo cho vợ chồng mình thôi mà. Không sao đâu, anh biết mà. Mẹ ơi, con mới lĩnh lương, có chút tiền biếu mẹ à. Anh lại định góp tiền ăn cho mẹ chứ gì. Thôi, đáng bao nhiêu đâu. Cứ giữ lấy mà còn lo cho mẹ con nhà nó. Nhưng... Nhân tiện mẹ cũng đang có chuyện định nói với con. Công việc mà con đang làm cũng tạm, nhưng chẳng gì bằng vào cơ quan bắt tiếng. Cho nên mẹ đã lo cho con chuyển sang đó làm rồi. Thế là thế nào hả mẹ? Sao không thấy mẹ nói trước với con? Làm gì phải nói. Có phải dễ mà vào được đó đâu con. Thế con không thích hả? Công việc con đang làm là công việc mà con yêu thích và đam mê. Thế nên... Ôi dào, đam với chả mê. Mỗi tháng được vài đồng lương quèn. Sau này làm sao lo được cho vợ cho con. Nhưng... Còn nhưng gì nữa. Thôi cứ thế nhé. Mẹ ơi, cứ để anh Thắng suy nghĩ rồi quyết định sao mẹ ạ? Không cần phải suy nghĩ, mẹ quyết định rồi. Con thử nghĩ xem, hàng xóm láng giềng ai cũng bảo chồng con tốt số đấy. Sướng thế còn gì nữa. Thế bà thông gia đi đâu mà... Dạ chào bà thông gia, lâu lắm chúng nó không về nên tôi lên thăm. Cũng là để thăm bà với xem con dâu tôi có khỏe không. Mẹ của con ở quê ra chơi, sao con không nói trước với mẹ? Dạ, sáng nay con đang ở công ty thì mẹ con gọi điện bảo ra ngoài này rồi. Con đang ở bến xe, thế là con tranh thủ đến đón mẹ con về đây luôn ạ. Tôi bảo để tôi đi xe ôm về cũng được, nhưng mà cháu nói sợ tôi bị lạc. Lần sau bà thông gia lên chơi á thì cứ nói với tôi trước một tiếng, để tôi còn chuẩn bị đón tiếp. Tôi chứ ai đâu mà cần đón tiếp. Thôi, thế bà vào nhà đi. Ấy ấy, sao bà lại để gà ở đấy? Mất vệ sinh quá. Để tôi mang ra ngoài ban công. Lần sau bà không phải mang gà ra làm gì. Ở ngoài này thiếu gì đâu. Ra chợ thích con nào chọn con đấy, rồi bảo người ta làm thịt cho. Nhưng nhà chẳng có gì hết. Tôi nuôi được mấy con gà, mang biếu bà với các cháu. Thế thôi mẹ ở nhà nhé, con đi làm đã ạ. Đang trong giờ mà, tối con về. Thế con đi đi.
nhà bà là có phúc lắm đi nha. Thằng Thắng nó lấy con Hoa nhà tôi, tự nhiên có nhà thành phố ở. Công việc thì sắp được chuyển đến chỗ ngon lành, có nằm mơ cũng chẳng thấy. À vâng, thì cũng may có bà giúp. Các cháu nó ban ngày phải đi làm, cho nên bà cũng đừng ra đây nhiều. Nó lại mất công mất việc đi đưa đi đón. Ừ, vâng, tôi hiểu ạ. Trời ơi, bà không biết làm thì để đấy, vỡ tôi mất cái đĩa pha lê đắt tiền của tôi rồi. Ừ, tôi xin lỗi. Tôi đã nói là cứ ngồi đấy cơ mà, khổ ghê cơ. Anh đưa mẹ ra bến xe rồi hả? Em tưởng mẹ lên đây chơi lâu hơn cơ. Ừ, mẹ cũng định lên chơi lâu hơn, nhưng ở đây không tiện. Sao lại không tiện? Thì em cũng thấy đi, mẹ em tính mẹ thế nhưng lúc nào cũng lo cho bọn mình mà. Hoa này, vợ chồng mình ra ở riêng đi em. Anh điên hả? Nhà cao cửa rộng thế này không ở, lại muốn ra ở riêng. Em nghĩ cho anh được không? Không, chả tội gì mà đi đâu cả. Anh buồn cười thật đấy, đang ở sướng thế này lại đòi ở riêng. Em nhất quyết là không có ở riêng gì hết. Nếu cứ thế này, chúng ta không thể sống chung được đâu. Mẹ ơi, chúng con rất biết ơn mẹ, vì mẹ đã luôn luôn lo lắng cho chúng con. Nhưng việc mẹ luôn áp đặt cho anh Thắng mọi chuyện con thấy... Ờ hay, tôi là tôi lo cho anh chị nên mới thế. Sướng quá rồi còn kêu gì nữa. Mẹ à. Mẹ ơi, anh Thắng đi rồi. Thì chắc nó đi có việc gì đó thôi. Không đâu, anh ấy để lại một bức thư và kèm cả đơn ly hôn đây nè. Thế là thế nào? Hôm qua anh ấy nói với con là muốn ra ở riêng, con bảo không đồng ý. Thế là... Trời ơi, sao nó lại nói thế này? Mẹ chỉ là lo cho các con thôi mà. Mẹ lo cho chúng con, nhưng mẹ áp đặt đủ thứ cho anh ấy. Anh ấy chấp nhận ở rể cũng vì con nài nỉ, chứ không phải anh ấy thích được như vậy đâu. Thế mà... Hoa, mẹ không ngờ lại ra cớ sự này. Mẹ biết mẹ có cái sai rồi. Để con đi dép cho mẹ. Mẹ, mẹ về rồi. Ừ, nay lạnh quá, cua ốc nó trốn đi hết cả. À, mà nay bắt được con lươn to béo lắm, chiều mẹ nấu cho con bắt cháo. Thôi, con không ăn đâu, mẹ đem ra chợ mà bán. Con phải ăn lấy sức mà học, sắp thi rồi. Cả cái huyện này có ai được vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia như con của mẹ đâu. Cố lên con à. Vâng. Mẹ ơi, mùa đông lạnh thế, sao mẹ cứ đi chân trần vậy? Con ở nhà đóng kín cửa ngồi một chỗ còn thấy lạnh buốt xương ấy. Cả năm đi như vậy, mẹ quen rồi. Đi dép vào còn cảm thấy khó chịu nữa. Thôi, con đi học đi. Mẹ xuống bếp xem cơm nước thế nào, cũng muộn rồi. Ở nhà sao mẹ không đi dép vào cho đỡ lạnh? Ừ nhỉ, hồi nãy mẹ xỏ dép vào rồi, ngồi quanh quẩn bỏ dép ra lại quên đâu mất. Thôi, đưa bác đây mẹ xới cơm, ăn nhanh còn học bài con. Mẹ ơi, mẹ ơi, con được giải nhất rồi, mẹ ơi. Con được giải nhất quốc gia rồi, mẹ ơi. Mẹ. Thật hả con? Vâng, vừa có kết quả về trường rồi mẹ ạ. Vậy là ước mơ của mẹ con mình đã thành sự thật. Mẹ ơi, mẹ xong chưa? Thế này được chưa con? Trông mẹ cứ quê quê nhỉ? Hay là thôi, con đi một mình, mẹ không đi nữa. Ơ kìa mẹ, hôm nay Sở Giáo dục tỉnh, họ mời cả phụ huynh đến dự lễ trao giải cơ mà. Mà mẹ con đẹp lắm.
Mẹ cứ thấy ngại ngại. Quanh năm mẹ chỉ đi từ nhà ra đồng. Tự nhiên đến cái hội trường gì đó, toàn người có ăn có học. Mẹ... Mẹ, không sao đâu. Mẹ cứ ngồi cạnh con là được mà. Mà chẳng phải mẹ rất mong được nhìn thấy con lên nhận giải thưởng hay sao? Đi, con đèo mẹ nhé. Xin mọi người dành cho hai em nhỏ một tràng pháo tay nữa ạ. Và tiếp sau đây, chúng tôi xin mời em Lê Bình An, học sinh lớp 12A, trường Trung học Phổ thông Đoàn Kết, đã đạt giải nhất trong cuộc thi học sinh giỏi toán lên nhận bằng khen và phần thưởng. Mẹ, mẹ ngồi đợi con lát nhé. Ừ, con lên đi. Chúc mừng em với thành tích học tập cực kỳ ấn tượng. Đây là thành tích nổi bật nhất của tỉnh ta trong năm học vừa qua. Em có thể phát biểu đôi lời cảm nhận của em khi đạt được kết quả như ngày hôm nay được không? Dạ, em phải cảm ơn các thầy cô rất nhiều đã dành thời gian, tâm huyết để bồi dưỡng cho em có được kiến thức vững vàng nhất. Và đặc biệt, em xin cảm ơn mẹ em, người mẹ nghèo đã chịu nhiều vất vả để em có được như ngày hôm nay. Hôm nay mẹ em cũng tham dự buổi lễ và phần thưởng này em xin dành tặng mẹ. Ừ, vậy chúng tôi xin mời người mẹ đặc biệt của em An lên sân khấu để cùng nhận phần thưởng này và giao lưu một chút với quý vị, các bạn học sinh có mặt ngày hôm nay. Ôi, tôi... Dạ, cháu xin mời bác ạ. Nhìn kìa. Ừ, thôi chết, mình lại quên dép rồi. An ơi, mẹ lại quên dép rồi, xấu hổ quá. Mẹ ơi, không sao ạ. Bác ơi, hay bác xuống lấy dép rồi lên cũng được. Mẹ, mẹ để con. An, con làm gì thế? Mẹ, để con đi dép cho mẹ. Mẹ tôi cả đời quên đi dép như vậy. Mẹ tôi sáng chiều ra đồng cày cấy, trưa đi bắt ốc mò cua, lúc dưới đồng sâu, lúc lên đồng cạn. Khi nắng cháy da, khi rét cắt thịt, đôi chân đều không thể đi dép, đôi chân nứt nẻ. Chai dần theo tháng năm tôi lớn lên, từng hạt thóc, từng con tép con tôm nuôi tôi ăn học. Cũng nhờ đôi chân ấy dãi dầm mưa nắng, lâu dần, đôi chân mẹ không quen đi dép nữa. Mẹ, con yêu mẹ và thương đôi chân mẹ rất nhiều. Sau này, mỗi lần mẹ quên, con sẽ đi dép cho mẹ. Dưới trăng mẹ kể. Mẹ ơi, cô giáo nói với con rằng bình yên là khi chúng ta được sống hạnh phúc bên ba mẹ. Giờ ba con ở tận thiên đường, chẳng sống gần con. Vậy nghĩa là con không có bình yên nữa hả mẹ? Con gái ngốc của mẹ, ba vẫn ở trên thiên đường kia, vẫn luôn dõi theo con. Bình yên của con giờ ở nơi mẹ, mẹ sẽ che chở cho con. Thiên đường là nơi tuyệt lắm phải không mẹ? Sao con thấy cô bé bán diêm cũng bay lên thiên đường? Nơi đó bình yên lắm phải không ạ? Nơi nào bình yên và đầy ắp yêu thương thì nơi đó là thiên đường con à. Như với mẹ bây giờ, con chính là thiên đường, là bình yên của mẹ. Sao con lại là thiên đường được cơ ạ? Nếu con là thiên đường, con sẽ bảo ba con bay về thiên đường của con. Thế con có yêu ba mẹ không nào? Nếu con yêu ba mẹ rất nhiều thì con là thiên đường của ba mẹ rồi. Con là thiên đường, con là thiên đường đây này. Mẹ hãy đuổi theo thiên đường đi. Mẹ ơi, con đã tìm thấy thiên đường của mình rồi. Anh ấy yêu con rất nhiều mẹ ạ. À? Mẹ biết thừa rồi. Mấy lần về, mẹ đều thấy con đọc tin nhắn gửi khúc khích. Nhưng cậu ta tốt với con như thế nào? Anh ấy tốt với con lắm. Lo lắng chăm sóc cho con từng chút một. Ở bên anh ấy, con thấy bình yên, rất hạnh phúc. Vậy sao? Nhưng con luôn nhớ rằng, trong tình yêu, thiên đường chỉ là khoảnh khắc.
Khoảnh khắc đó phụ thuộc vào cách các con yêu và hiểu nhau. Con tin anh ấy là thiên đường mãi về sau của con. Con chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế mẹ ạ. Phải, con cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép. Mỗi bước đường con sẽ lớn lên và trưởng thành hơn. Alo, mẹ ạ. Con nghe nè mẹ. Con à, con có khỏe không? Dạ con khỏe mẹ ạ. Con đang ghé qua chỗ anh ấy. Con thấy anh ấy bảo bị ốm, nay không đi xem phim cùng con được mẹ ạ. Thế à, vậy con đi nhé. Rồi à, gọi về cho mẹ sau cũng được. Vâng ạ, con chào mẹ. Anh ấy phản bội mình. Mẹ, mẹ ơi. Có chuyện gì thế con? Làm sao mà con khóc? Con, anh ấy... Về nhà đi con, về với mẹ rồi nói. Con dậy rồi đấy à, đã đỡ mệt chưa? Con ăn chút cháo nè, mấy ngày rồi con chưa có ăn uống gì hết. Con không muốn ăn gì cả. Mẹ ơi, sao anh ấy lại làm vậy với con? Anh ấy phản bội con, thiên đường của con tan vỡ rồi mẹ. Bình tĩnh nào con yêu. Quan trọng nhất là con đã về đây. Người con vẫn còn sốt đây nè. Lớn rồi mà suốt ngày là mẹ phải lo lắng thôi à. Con đau lắm mẹ ơi. Sao mọi thứ lại thành ra thế này hả mẹ? Anh ấy sao lại biến thành một kẻ như thế? Thôi nào con, ổn rồi, ổn rồi. Có mẹ đây. My à, ăn cháo cho nóng đi nè con. Mẹ nói đúng, thiên đường chỉ là khoảnh khắc, hạnh phúc rồi cũng chỉ là chiếc lá rụng, chẳng còn ý nghĩa gì. Những chiếc lá đã từng rất non xanh, nhưng đến lúc nó rụng thì nó sẽ tự rụng mà không còn cách nào khác. Dù ta có cố gắng để níu kéo hay tiếc nuối về nó thì cũng vô ích mà thôi. Con gái à, con đang là lá bàn hay là cây bàn? Lá bàn hay cây bàn đều trơ trụi và đau khổ. Có gì khác đâu mẹ. Khác chứ con. Con hãy nhìn xem. Chưa bao giờ vì chiếc lá rụng mà cây bàn chết đi cả con à. Nó vẫn tiếp tục bám vào lòng đất, tự nuôi mình và ấp ủ mầm xanh, để rồi lại mọc lên những chiếc lá mới, xanh tốt như ngày nào mà không cần một bàn tay chăm bón. Con à, có thể hôm nay con thấy thật đau khổ khi hạnh phúc lìa khỏi con. Nhưng phía trước còn bao nhiêu điều tươi đẹp đang chờ đợi con. Còn hạnh phúc khác tuyệt vời hơn. Hãy luôn tin vào điều đó. Hãy để lòng mình nở rộ những mầm xanh. Mẹ ơi, con hiểu ra rồi mẹ ạ. À. Con buồn nốt hôm nay nữa thôi. Con sẽ không lãng phí thêm một ngày nào nữa đâu ạ. À. Mẹ ơi, ngày bé con lúc nào cũng hỏi mẹ về thiên đường mẹ nhỉ? Ừ con gái mẹ vốn lãng mạn mà. Giờ con gái của mẹ vẫn lãng mạn mà. Chỉ có điều là con đã lớn lên và con đã hiểu rằng thiên đường không có thật. Thiên đường không có thật, nhưng hạnh phúc là có thật con à. Con không biết sau này cuộc sống của con sẽ ra sao, nhưng hiện tại ở bên mẹ, con thấy thật bình yên. Bình yên của con là mẹ. Túi tiền nhặt được. Hôm nay về muộn thế hả con? Vâng ạ. An này, sáng nay sang nhà bác Tư bẻ ngô cho nhà bác ấy nhé. Bác ấy đang thu hoạch cần người lắm. Bác bảo sẽ trả 100.000 một ngày đó con. Vâng thưa mẹ, con sẵn sàng ạ. Con sẽ kiếm thật nhiều tiền để giúp mẹ. Nhà ta sẽ đỡ nghèo khổ và con sẽ được đi học. Phải rồi, nếu con ngoan thì nhất định may mắn và hạnh phúc sẽ tới. Nhớ là đừng bao giờ làm điều gì gian dối con nhé. Vâng ạ. Chào mẹ, con đi trước đây ạ.
ôi, tiền, sao nhiều thế? May quá, không có ai nhìn thấy, mình phải về khoe ngay với mẹ. Từ giờ nhà mình sẽ hết nghèo khổ, mình sẽ được đi học. Con à, con định sống thế nào khi mà nhặt những thứ của người khác đánh rơi mang về nhà làm của riêng của mình? Đây lại là một số tiền rất lớn. Mẹ nghĩ con nên đem đưa cho công an để họ trả lại cho người đã đánh mất nó. Chắc giờ này họ đang rất buồn và lo lắng đó con. Rõ khổ, số tiền lớn thế kia mà. Cô ơi, có chuyện gì vậy? Ông ấy đang tìm túi tiền vừa đánh mất. Ông ấy bảo chỉ có rơi đoạn này thôi. Rõ khổ, đó là toàn bộ số tiền mà ông ấy đã tích góp được suốt cuộc đời dạy học của mình. Giờ đang mang tiền đi mua mảnh đất để xây trường học á, thì lại rơi mất. Bác ơi. Ờ, có chuyện gì thế cháu? Cháu có nhặt được túi tiền của bác. Mẹ cháu bảo phải mang trả lại người đánh mất. Ơn trời Phật, cảm ơn con. Cảm ơn con rất nhiều. Con cảm ơn thầy ạ. À, mẹ con tôi cảm ơn thầy nhiều lắm. Nhờ có thầy mà thằng bé An nhà tôi có thể đến trường như bao bạn bè trang lứa. Ơn huệ gì hả chị? Nếu không có chị và cháu, chắc cũng không có ngôi trường này đâu. Với lại tôi mở ngôi trường này, cốt là hy vọng có thể giúp tất cả trẻ em có thể đến trường học cái chữ học làm người. Mai sau các em có kiến thức, thực hiện những ước mơ của riêng mình và có thể trở thành người có ích cho xã hội. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!